Hôm nay Hiển và KTA Team sẽ chuẩn bị trang trí cho sinh nhật của Katy. Và bắt đầu thì hiện tại thì Thi đang nói là ngày mai em sẽ không lên đâu. Nhưng mà không sao, thôi mình cứ chuẩn bị và ngày mai mình sẽ tìm mọi cách để cho Thi lên. Và đây mọi người có thể nhìn thấy đằng sau, đây là nhóm nam đang chuyển bàn ghế vào để mà dù cái khoảng trống này để mình bắt đầu trang trí để bế theo. Trời ơi, quay tôi đang quay vào mấy người thì thành luôn á. Ok, đi ngồi đây rồi. Rồi đồ vui tí thôi. Tiếp theo là ở đây là guitar. Guitar thì phụ trách phần mua bong bóng trang trí các kiểu ha. Và nhóm nữ của KTA thì bây giờ mọi người sẽ bơm bong bóng đây. Xin giới thiệu với mọi người ở đây là Monkey. Đây là Ace. Đây là Ace nhập viện. Rồi. Tụi con tặng gì cho cô Thi? Nó khai báo cho đây cho lên. That's a secret. Bản thân chúng con đã là một món quà tặng cô rồi. Và sau 1 tiếng đồng hồ thì team đã chuẩn bị một số thứ gần xong. Đầu tiên là cái background. Có chữ happy birthday Katy. Do bạn kiếp này bỏ nguyên. Và đây là món quà đầu tiên bỏ vào hộp của mình. Ok. Và đây là cái hộp quà mà anh Thiện hì hục nãy giờ 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà rất tiếc là mọi người nhìn cái detail này nha. Bây giờ dán lại. Và về khoảng bong bóng thì hai bạn này đã treo ba và bây giờ mọi thứ đã set up gần xong. Bây giờ cái phần cuối cùng đó là cái món quà thì Rika bắt đầu đổ mút vào để che những cái phần quà dưới này. Và sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, và đây là bánh kem. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong thì Hiển mới về. Hiển đón mấy mẹ con đi Vivana lên. Đây một cái thứ gì nhìn thấy bánh kem vừa về luôn. Bây giờ thì mình sẽ gọi cho Thi để xem là mấy mẹ con đã chuẩn bị xong chưa. Em với con chuẩn bị xong chưa? Xong rồi hả? Thì bây giờ anh về anh đón nha. Thi nè. Hả? À, thôi anh hôm nay em không phải nhân vật chính, anh xấu rồi cho em đẹp. Ủa? Rồi ok rồi, chị đợi tí nha. Cứ phải luôn. Trời, mình xấu là không chịu đi sinh nhật. Ui, căng. Không đang thật. Ok, bây giờ mình sẽ về nhà mình thay đồ nha. Và sau khi mình đã chuẩn bị xong thì mấy mẹ con chờ lâu quá nên là nàng công chúa của mình đã gục ngã trước. Và đây là mẹ Thi đã chuẩn bị rất là xinh đẹp cho buổi sinh nhật ngày hôm nay của mình.
và kia là Kubi rất là đẹp trai kìa. Và cô công chúa là đang ngủ rồi. Ok ba, vậy. Ba ơi. Rất con này. Sắp tới rồi. Đi, nè, bây giờ mình cùng đi ăn tiệc sinh nhật của mẹ nè. Let's go. Ok. Hết hồn. Vẽ ra hết hồn. Nè ơi. Nè ơi. Công chúa đã dậy rồi, đi thôi. Yeah, em. Mình đang cố diễn show để xem là có cái gì nó bất ngờ hay không. Tại ông ấy bảo mình cái gì cũng biết. Ở đây là sau khi lên máy đợi cháy, qua đây. Ok. Bây giờ mẹ nắm tay Kubi đi. Mời mẹ xem nhé. Happy birthday sếp. Chúc cô sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Niềm vui hạnh phúc của em là niềm vui của anh chị. Chúc cô trẻ khỏe đẹp. Ba người này chúc cô, anh chúc ba người này gộp lại. Là anh là chúc cô. Yeah. Happy birthday. Xin chào chị Thi, chúc chị tuổi mới nhiều sức khỏe này, luôn vui vẻ, luôn xinh đẹp và quan trọng nhất là kiếm được rất nhiều tiền để mua quà cho tụi em. Happy birthday to you. Tại mẹ chúc cô Thi sinh nhật vui vẻ, được thật là nhiều quà sinh nhật và ngày càng tươi trẻ. Chúc cô luôn thành công trong công việc. Chúc cô sinh nhật vui vẻ, cô chúc cô thêm một tuổi mới thì luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn trẻ đẹp. Tập nhảy nhiều hơn nữa và có được nhiều và đặc biệt là bớt lại tụi em hơn trong các kỳ final. Happy birthday cô. Happy birthday cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, thêm tuổi mới thật là nhiều sức khỏe, là cô lúc nào cũng tươi như bổ hoa. Happy birthday cô. Em chúc mà cô sinh nhật vui vẻ, ngày càng luôn xinh đẹp. Happy birthday cô. Con chúc cô sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Con chúc cô có sinh nhật thật là ý nghĩa, hạnh phúc bên gia đình và đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Happy birthday cô. Sinh nhật của cô, chúc cô thật là hạnh phúc, vui vẻ và thành đạt. Con rất là hạnh phúc khi được làm học trò của cô. Happy birthday cô. Happy birthday cô Thi. Chúc cô sinh nhật cô Thi. Chúc cô sinh nhật vui vẻ, có nhiều niềm vui và nhiều niềm hạnh phúc mới. Chúc cô luôn tươi trẻ, thật vui vẻ. I love you so much. Con chúc cô sinh nhật vui vẻ. Chúc cô mãi mãi hạnh phúc bên gia đình, mạnh khỏe và lúc nào cũng tươi trẻ. Con chúc cô sinh nhật vui vẻ, nhiều sức khỏe và đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Happy birthday cô. Cô Thi sinh nhật vui vẻ, ngày càng trẻ đẹp, có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui với thầy Hiển, anh năm với cô Bay và Kata. Happy birthday cô Thi. Happy birthday chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, ngày càng xinh đẹp và luôn luôn thành công trên con đường sự nghiệp của chị nha. Mãi yêu chị. Happy birthday chị Thi. Happy birthday chị Thi. Tuổi mới em xin đại diện team Tế Sân chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, luôn luôn xinh đẹp, có thật là nhiều tiền và đặc biệt tuổi mới sẽ có em bé. Vui không? Ơi trời ơi. Con chúc mẹ sinh nhật. Con yêu mẹ. Con yêu mẹ. Xin mời sếp phát biểu cảm nghĩ. Được rồi. 1, 2, 3.
Thầy xin mời đại diện một bạn ra phát biểu chúc mừng sinh nhật cô lại nè. Thầy xin mời đại diện một bạn ra phát biểu chúc mừng sinh nhật cô lại nè. Chúc mừng sinh nhật cô. Dạ. Nhân tiện sinh nhật cô, Hàn xin chúc cô một mùa sinh nhật càng lúc càng đẹp, mọi điều tốt đẹp nhất ở trái đất này sẽ thuộc về cô. We only need the two of us together. Cause we got. Mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Cause we got. Mày làm cái gì vậy? Đây là lần đầu tiên mà cô có được cái ngày sinh nhật đúng vào cái ngày của mình. Trước đây thì sinh nhật của mình thì thường phải lo cho tất cả mọi người. Ngày sinh nhật của cô năm nào cũng là ngày thi đấu. Từ năm mà cô bắt đầu thi đấu vào năm nào đúng ngày sinh nhật của cô nó cũng là ngày thi đấu. Chưa bao giờ có được một cái cảm giác là đứng cái ngày của mình mình được nghỉ ngơi cả. Cho nên hôm nay cô đã bảo với thầy là em cũng được ở nhà, cũng được không phải làm gì cả. Thầy nói cô lên đây thì ok, bây giờ đến cái màn vui nhất, mời cô bốc quà. Rồi, cô Bi ơi, từ. Anh nè, chung về sau kìa. Dạ, chung về sau kìa. Không có ai trong này không? Cô em có ý kiến, trước khi cô vui quà em đề nghị cô là cứ nhận món nào là đọc cái lời chúc lên nha. Rồi, anh cũng nói luôn ở đây là cái ý tưởng. Rất là thực tế. Chúc mừng sinh nhật em. Ủa đây là đủ những bắt chữ thật. Cái gì nữa mà cam lên rồi đó. Đúng đấy cô. Chúc mừng sinh nhật em đã hỏi của mình rồi. Đúng rồi. Nếp đi cô ơi. Cái sau nè.
Trời ơi, Victoria sẽ biết âm mê của mình. Trời ơi, đây là lotion của Anh Ngọc, cảm thấy mình rất là thơm. Trời ơi, tốt không chứ? Không hợp nè, Victoria sẽ quét cái này cho mọi người đây. Thank you, baby. Rồi. Cái này nó giờ đi ăn đấy. Cái này để chị cho xem thì đủ để mình tự xài chung.
trì đã một thời gian khá dài. Ba đọc đi ba. Trải qua rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, buồn vui đầy đủ. Tụi em rất vui và may mắn khi tuổi trẻ được đồng hành cùng chị. Cảm ơn chị vì tất cả. Chúc chị tuổi mới thêm nhiều niềm vui, luôn luôn vui vẻ này, khỏe, trẻ, hạnh phúc với gia đình. Cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi. Cho dù mai này tụi em ra sao thì tụi em vẫn yêu quý và kính chị. Còn đồng hành với chị ngày nào, tụi em sẽ hết mình với chị, với ngôi nhà Khánh Đi Academy. Thật ra là hôm nay là để anh khai báo luôn. Ở đây có một người đầy đủ anh khai báo thì sáng nay anh đã chạy đi mua quà cho em rồi. Và cái nhiều cái vấn đề là anh đóng cửa. Không, anh chọn đi chọn lại. Cuối cùng anh không đủ tiền mua món nào hết. À, anh sẽ có một món quà nhỏ. Với chúng ta sẽ giao quỷ đen của anh cho em. Để anh trong luôn nha. Trong trong này thì có 6 chữ số. Không. Còn một chữ số còn lại, không biết nằm đầu hay nằm đuôi. Nằm đuôi lại khỏi mua được gì hết. Còn nằm đầu thì có thể mua thoải mái. Tóm lại là 1 triệu cũng được. Vào túi bà.